Những món ăn làm tăng nguy cơ ung thư luôn có mặt trong mâm cơm của người Việt. Ung thư đang là một nỗi sợ hãi đối với người dân khắp thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam, khi tỷ lệ mắc ung thư ngày càng tăng cao. Theo nhận định của các chuyên gia, có đến trên 70% nguyên nhân mắc các bệnh ung thư là do lối sống sinh hoạt thiếu khoa học của người dân, đặc biệt là vấn đề ăn uống, lười vận động và không khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Hiện nay, trên mâm cơm người Việt có rất nhiều nguy cơ gây bệnh, từ những món ăn quen thuộc mà chúng ta không thể ngờ đến. 1. Thực phẩm muối chua. Ở Việt Nam, thịt, rau củ, muối chua là món khoái khẩu của nhiều người. Đặc biệt, những món như dưa muối, cà muối đã có từ lâu và là món ăn yêu thích trong mâm cơm của người Việt. Thế nhưng, chúng ta không hề biết rằng việc ăn đồ chua nhiều sẽ làm tăng nguy cơ hấp thụ nitrit. Nitrit khi vào dạ dày sẽ kết hợp với protein và hình thành nitrosamine. Đây là một chất gây ung thư dạ dày và thực quản cực mạnh, rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. 2. Thực phẩm hun khói. Các loại thịt hun khói được bán đầy rẫy ngoài siêu thị cũng được người dân ngày càng yêu thích vì không chỉ có hương vị hấp dẫn mà nó còn rất tiện lợi. Tuy nhiên, quá trình đốt cháy không hoàn toàn của loại thịt này sẽ làm sản sinh benzopyrene. Đây là một chất gây ung thư mạnh đã được khoa học công nhận từ lâu. 3. Thực phẩm bị mốc. Gạo mốc, lạc mốc hay bánh mì mốc là những món thường có trong nhà bạn. Nhiều người khi thấy thực phẩm mốc thì không vứt đi mà chỉ rửa phần bị mốc rồi tiếp tục sử dụng. Thế nhưng, khi đồ ăn bị mốc sẽ sản sinh ra chất alatoxin, độc tố gây ung thư gan hàng đầu. Đồng thời, nó còn sinh ra nấm Aspergillus flavus có thể gây ra nhiều bệnh ung thư nguy hiểm. 4. Đồ chiên rán. Nhiều người rất thích ăn đồ chiên rán như cánh gà chiên, khoai tây chiên hay nem chua rán. Những món này dù thơm ngon nhưng lại làm tăng quá nhiều dầu và muối và nitrit trong cơ thể, làm tăng nguy cơ béo phì, tim mạch và cả bệnh ung thư. Trong quá trình chiên, chất béo liên tục được làm nóng và các phản ứng hóa học khác nhau như thủy phân, oxy hóa, trùng hợp, hoạt hóa và nhiệt phân sẽ xảy ra, dẫn đến một lượng lớn các sản phẩm trùng hợp oxy hóa chất béo. Trong số đó, loại nổi tiếng nhất là benzopyrene có khả năng gây ung thư mạnh khi tiếp xúc và làm tăng nguy cơ ung thư tiêu hóa, dạ dày và ung thư đường ruột. 5. Các loại đồ hộp. Đồ hộp là một phát minh mới trong xã hội hiện đại nhằm tăng sự tiện ích cho cuộc sống và giúp nhiều người tiêu dùng tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, sự thật là chúng rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Các loại đồ hộp đã được chứng minh có thể chứa các loại chất nguy hiểm như PBA. Đây là một chất gây rối loạn hormone có liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư. Chất PBA này từ từ ngấm vào thức ăn và trở thành nguyên nhân chính gây ung thư cho con người. 6. Đồ ăn cay, nóng. Những người thích ăn cay, ăn lẩu nướng cay chắc sẽ phải dè chừng hơn vì đồ ăn thức uống nóng sẽ làm tăng cao nguy cơ ung thư hầu họng, ung thư thanh quản và khoang miệng. Vì lý do, khi thường xuyên ăn đồ cay nóng, nhiệt độ sẽ khiến khoang miệng họng và thanh quản bị tổn thương nặng nề, gây ra những vết loét, lâu dần chúng sẽ hình thành tế bào ung thư. 7. Đồ nướng. Món thịt nướng là món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi vì mùi vị của thịt rất thơm ngon. Nó đã trở thành món ăn được lựa chọn đầu tiên trong các bữa tiệc. Nhưng không mấy ai biết, trong quá trình thịt được nướng có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe. Trong quá trình nướng, phần thịt mỡ chảy xuống than sẽ hình thành ra một chất gây ung thư dạ dày, đại tràng cực mạnh. Trên đây là những món ăn quen thuộc, thường thấy trong mâm cơm của người Việt, có nguy cơ gây ung thư cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, chúng ta sẽ quan tâm hơn đến việc lựa chọn và chế biến thực phẩm trong mỗi bữa ăn, tạo thói quen lành mạnh, khoa học trong lối sống để đẩy xa nguy cơ tiềm tàng bệnh ung thư.